Vâng, và chốt cho một bác ở Anh Giang ở Hà Nội nha. Thì bác liên hệ là chốt một con Yamaha FRX 1000 lơ. Hiện tại là còn một con nhé. Vừa rồi em về được ba con, cách đây về ngày hôm qua em kia về ba con. Thì hiện tại là còn một con, em thông báo trong video này để các bác mình có nhu cầu cần một shop tuyệt vời. Nó dùng dòng 1000 của Yamaha rất là tuyệt vời luôn. Thứ nhất là thiết kế nó đẹp, sang vuông vức và cách điệu của nó thì rất là sang. Nó góc cạnh nha các bác, như một cái hộp gỗ, và trưng bày là đẹp nhất trong dòng shop Yamaha là dòng 1000 là trưng bày đẹp nhất nha các bác. Và âm thanh của nó tuyệt vời, nó thì em có báo rồi, nó nặng nên là khi hoạt động cỡ nào nó cũng không có dao động độ rung, nên là tiếng bass rất là hay. Bass 30 nha, giá 16 triệu 5, bao gồm dây kém sấp là 3 mét rưỡi em tần kìm. Hiện tại là còn một con, còn con bên kia. Con này là mai em đóng gửi cho bác, cũng phải hai người khiêng chứ một người bê không nổi đó. Nặng cực kỳ. Đây là những cặp loa là JBL L65A trong Dubai này các bác. Đấy. Phải quắn để bụi. Đấy. Đấy, thông báo như thế, còn một con bác nào lấy thì alo cho em nha.